Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hiệu ứng hình ảnh chạy theo tiếng nhạc. Các bạn thấy hay, hãy like, chia sẻ và ấn đăng ký để ủng hộ tinh thần cho mình, để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo nha các bạn. Rồi các bạn nhìn màn hình để theo dõi các bước mình làm nha các bạn.